Sáng ngày 1 tháng 9, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho hay, Chủ tịch tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo bảo vệ tất cả các chuỗi sản xuất nông nghiệp trên toàn tỉnh. Theo văn bản trên, những ngày gần đây, người dân doanh nghiệp ở Bạc Liêu phản ánh gặp nhiều khó khăn trong giãn cách xã hội. Cụ thể là tỉnh đã phát sinh tình trạng nông sản bị ứ động, vận chuyển vật tư, thức ăn, giống nông nghiệp, thủy sản bị ách tắc dẫn tới tình trạng không duy trì được sản xuất nông nghiệp một cách bình thường. Ngoài doanh nghiệp, đối tượng bị ảnh hưởng lớn bao gồm hộ sản xuất kinh doanh cá thể, hộ chăn nuôi trồng trọt. Từ đó, Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo song song việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 chặt chẽ, đúng với các văn bản của tỉnh thời gian qua. Các địa phương cần tạo thuận lợi, hỗ trợ để hệ thống sản xuất nông nghiệp của tỉnh không bị ách tắc. Từ vận chuyển vật tư, thức ăn, thuốc thú y, cây con giống cho tới việc thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông sản của nông dân toàn tỉnh đều phải được quan tâm. Biện pháp đưa ra là Chủ tịch cấp huyện khẩn trương thành lập tổ điều phối, kết nối, cung ứng tiêu thụ nông sản. Tiếp đó, đơn vị cử cán bộ đầu mối tổng hợp thông tin nhu cầu sản xuất của người dân, cung cấp số điện thoại đường dây nóng cấp huyện, xã để dân biết phản ánh, yêu cầu hỗ trợ giải quyết khó khăn trong sản xuất. Đồng thời các địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ như quân sự, dân quân tự vệ để hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ nông thủy sản. Chủ trì chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ đạo trên được quy định là Chủ tịch cấp huyện trong tỉnh Bạc Liêu. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.